bà con khu phố, thân bằng quyến thuộc gần xa. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị ở đây hôm nay để tiễn đưa ba ông chúng tôi là cụ ông Nguyễn Đức Thắng, pháp danh Thiên Trực, hưởng thọ 85 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng. Ba chúng tôi đột ngột ra đi, để lại nỗi bàng hoàng, đau đớn, nỗi tiếc thương vô hạn. Trong gia đình chúng tôi, trong lúc tan biến, chúng tôi nhận được sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ, hộ niệm, cầu nguyện, phúng điếu, đặt vòng hoa, thăm viếng của các quý cơ quan, bạn bè quốc tế và các kiều bào ở nước ngoài, cùng các bà con nội ngoại gần xa, các quý ông, bà, gia đình thông gia, bằng hữu, bà con chòm xóm, láng giềng. Đó là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình chúng tôi. Cả gia đình chúng tôi trân trọng cảm tạ tình cảm lớn lao của quý cơ quan, bà con dành cho gia đình chúng tôi trong lúc tan gia bối rối. Có điều gì sai sót xin lượng thứ. Kính chúc quý vị luôn hạnh phúc và an lạc. Sự có mặt quý vị hôm nay đường không ngại đường xá xa xôi dịu dợi đã nói lên những tình cảm lòng ưu ái của quý vị đối với ba chúng tôi thật tuyệt vời. Tôi tin chắc rằng linh hồn của ba chúng tôi quanh quẩn đâu đây đang mỉm cười quý vị. Sau đây tôi xin phép được thay mặt các anh chị em, dâu rể, các cháu nội, cháu ngoại trong gia, trong nhà có đôi lời thành kính tiễn biệt người ba, người ông vô cùng kính yêu của gia đình. Ba ơi, ông ơi, thế là ba đã ra đi vĩnh viễn thật rồi. Không ai ngờ được có những giây phút sinh ly tự biệt. Tự nhiên chúng con cảm thấy hụt hẫng, mất mát một điểm tựa tinh thần vô cùng quý giá. Lúc còn sống, tuy ba con vì hoàn cảnh nên mỗi người một phương, nhưng khi gặp những chuyện khó khăn thì lại non dại chạy về với ba. Ba đã dạy cho chúng con những lời khuyên nhủ thật xác đáng. Chúng con chưa kịp đền đáp công ơn trời bể của ba, của ông thì ba đã vội vàng xa lìa chúng con và các cháu trong gia đình, cùng bà con hàng xóm láng giềng của mình. Trong giờ phút chia ly này trước linh cữu và di ảnh của ba, chúng con xin nguyện hứa với ba, với ông sẽ giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và tiếp nối những sự nghiệp của cha đã vì công dung đất, sẽ yêu thương bảo bọc nhau, giúp đỡ lẫn nhau như ba hằng mong muốn. Xin ba hãy yên lòng ra đi và ngậm cười nơi chính suối. Chúng con biết ba lúc nào cũng luôn theo dõi các con, phù hộ cho các con cháu trong nhà. Chúng con cầu nguyện hương hồn ba sớm được siêu thoát và yên nghỉ nơi tiêu diêu miền cực lạc. Xin kính cẩn nghiêng mình thương tiếc vĩnh biệt ba, vĩnh biệt người ông vô cùng kính mến. Xin trân trọng cảm ơn. Xá hay xá thì cái đình xá hay xá.